Bài thứ 11. Phải không mới có thể có. Phật Pháp giảng không là phải không các chấp trước, không các hai bên, không các giả tướng, không các đối đãi, để lại cấp cho chúng ta một thế giới chân thật. Lúc tôi mới xuất gia, dân lệnh thầy là Thượng Nhân Chí Khai đến Luật Học Viện Thê Hà học. Có một hôm, Pháp Sư Giác Dân là giáo thọ Quốc Văn viết lên bảng 10 chữ: Dĩ Bồ Đề Vô Pháp Trực Hiển Bát Nhã Luận, bắt chúng tôi lấy đó làm đề bài viết văn. Lúc ấy tôi mới 12 tuổi, từ khi đi học chưa hề nghe hiểu qua một câu kinh, mà 10 chữ này lại giống như thiên thư, khiến tôi mò chẳng nhằm bờ mé, chỉ đành đông sao tây chép, mơ mơ hồ hồ mà nộp bài. Cho đến về sau, tôi trải qua bao thế sự tang thương, lại nhiều lần giảng tâm kinh và kinh Kim Cang. Ngay khi nhớ lại đề mục năm xưa mới bỗng dưng đại ngộ: Bồ đề vô pháp là không, trực hiển bát nhã là hữu. Đúng ý nghĩa của câu nói chính là phải không mới có thể có. Người trên thế gian thường đem không và có chia thành hai vật chẳng đồng, cho rằng cái không chẳng phải là có, cái có chẳng phải là không. Nhưng khi Phật giáo giải thích chân lý vũ trụ nhân sinh, nhận là không rồi mới có thể có, chẳng không thì chẳng có. Ví như tách trà không mới có thể đựng nước, cái ví da không mới có thể bỏ tiền, nhà cửa không mới có thể có người ở, đất đai không mới có thể xây lầu, thậm chí lỗ mũi không mới có thể hô hấp, lỗ tai không mới có thể nghe tiếng, cái miệng không mới có thể nhai nuốt, bao tử, ruột không mới có thể chứa thức ăn. Chẳng không làm sao có được. Không, sự thật là chân lý có tánh kiến thiết rất giàu có. Chỉ vì rất nhiều người hiểu lầm ý nghĩa của không, thậm chí cho rằng trời cũng không, đất cũng không, thế gian cũng không, là một sự việc đáng sợ biết bao. Thật ra, không nghe dường như là chẳng có gì cả. Nhưng hư không chẳng phải là bao la vạn tượng, ưng có đều có đó sao? Không, nhìn dường như là không hình không tướng, nhưng hư không vào vuông thì vuông, vào tròn thì tròn, chẳng phải là có đủ công dụng đối đãi siêu việt, không chỗ nào chẳng có tướng đó sao? Không của Phật giáo là dùng để thuyết minh xum la vạn tượng đều là do nhiều thứ điều kiện hợp lại mà thành. Do đó, chẳng những trong vũ trụ không có sự vật nào tồn tại độc lập, mà giữa đây kia đều có đủ quan hệ hỗ tương, dựa vào nhau mà sống còn.
Quan hệ, điều kiện nói ở đây trong Phật giáo gọi là nhân duyên. Trung luận của Ngài Long Thọ nói, các pháp nhân duyên sanh, tôi nói tức là không. Lại nói, vì có nghĩa không nên tất cả pháp được thành, vì không có nghĩa không nên tất cả pháp chẳng thành. Do đây có thể thấy, Phật giáo giảng không là muốn không các chấp trước, không các hai bên, không các giả tướng, không các đối đãi, để đem lại cho chúng ta một thế giới chân thật. Nhân đây, không chẳng những không có tánh phá hoại, mà lại là bản thể xây dựng vũ trụ nhân sinh. Kinh nói, nếu muốn biết được cảnh giới Phật, nên tịnh ý mình như hư không. Chúng ta nếu như có thể triệt ngộ lý không, khiến tâm lượng của chính mình rộng lớn được như hư không, bèn có thể lý sự viên dung, sự sự vô ngại. Đức Phật sau khi lên cung trời Đao Lợi thuyết pháp cho mẹ suốt 3 tháng, trở về nhân gian, đệ tử nghe tin này tranh nhau nghênh đón, tỳ kheo ni Liên Hoa Sắc vận dụng thần thông đến trước mặt Đức Phật đầu tiên, cung kính lại dưới chân Phật và nói, đệ tử Liên Hoa Sắc là người đầu tiên tiếp đón Phật Đà. Đức Phật lại nói, người đầu tiên đến tiếp đón ta không phải ngươi, mà là Tu Bồ Đề đang ở trong hang núi tại thành Dương Xá, ngồi yên quán không, có thể thấy được chân lý không mới là người chân chính thấy Phật Đà. Lại có lần Đức Phật trên hội Linh Sơn cầm một hạt châu như ý đổi màu, hỏi thiên dương bốn phương, các ông nhìn xem hạt châu như ý này màu gì? Thiên dương bốn phương xem xong, có người nói là màu xanh, có người nói là màu vàng, có người nói là màu đỏ, người thì nói là màu trắng. Phật Đà bèn thâu châu như ý lại, rồi xòe tay ra hỏi bọn họ, hạt châu Mani hiện ở trong tay ta đây, màu gì? Các thiên dương không hiểu chỗ chỉ trong tâm Phật, không hẹn mà cùng trả lời, bạch Thế Tôn, trong tay Ngài hiện tại căn bản không có gì, có bảo châu như ý nào đâu. Đức Phật bảo bốn đại thiên dương, ta đem châu thế gian tầm thường cho các ông xem, các ông đều biết phân biệt màu của nó. Nhưng lúc bảo châu đích thực ở trước mắt các ông lại nhìn mà chẳng thấy, thật là điên đảo biết bao. Đích xác, người đời điên đảo, chấp trước cái có huyễn ảo, mê mình theo vật. Nhân đây, lúc có thu hoạch thì vui mừng hớn hở, lúc có mất mát thì buồn rầu khổ não, lúc mọi việc thuận lợi thì hưng phấn vô cùng, lúc gặp khó khăn thì thất vọng gục đầu. Tâm tính của chính mình hoàn toàn bị ngoại cảnh dẫn dắt mà chẳng biết. Nếu như chúng ta có thể nhận biết tất cả sự vật thế gian đều là vô thường chẳng thật, dùng chân lý không để điều hòa và thống nhiếp quan niệm đối đãi này, như thế bất kể có cũng tốt, không cũng tốt, khổ cũng tốt, vui cũng tốt, khó cũng tốt, dễ cũng tốt, dinh cũng tốt, nhục cũng tốt, chốn chốn nơi nơi đều có thể làm đến nên không chỗ trụ mà sanh tâm kia, như trong Kinh Kim Cang nói, thì bèn có thể không đâu chẳng trụ. Cuộc đời như thế không phải là rất giải thoát tự tại sao? Nhớ lúc tôi vừa đến Đài Loan, trong mình không có một vật, nhưng tôi không thấy nghèo, cũng không thấy khổ, vì được giáo dục trí tuệ không của 10 năm ở Tùng Lâm, khiến tôi cảm nhận một cá nhân không cần lấy vật chất dồi dào làm đầy đủ. Thử nghĩ trong bầu trời, trăng sao nhấp nháy có thể cho tôi tự do thưởng thức, trong công viên cây cối bông hoa chen chúc có thể cho tôi mặc tình ngắm nghía, ở phố chợ đường xá có thể để mặc tôi bước đi, thiên nhiên chim thú trùng cá có thể tùy ý tôi kết duyên. Tôi cảm nhận sâu xa sự giàu có của 3.000 đại thiên thế giới, lại từ đáy lòng cảm tạ Đức Phật vĩ đại, Ngài ngàn cay muôn đắng thể nghiệm ra lý không, để tôi có thể tuân theo, học tập, bắt chước, hưởng dụng. Do tôi có một trái tim không, rỗng rang có thể tiếp nạp tất cả, giờ giờ khắc khắc đều đem thái độ cảm ơn biết đủ ra phục vụ, dâng hiến. Kết quả vì chính mình mang đến rất nhiều cơ duyên, do tôi dùng một trái tim không linh động tiếp đãi sự vật, nơi nơi chốn chốn đều đem pháp hỷ vô hạn đầy lòng ra hoằng pháp độ chúng. Kết quả vì Phật giáo khai thác trời đất mới toanh, tôi thể hội được chân đế phải không mới có thể có. Thực tại là kho báu cuộc đời lấy hoài chẳng hết,
dùng hoài không cạn. Tôi đã hiểu ra chính mình đến thế gian là không không mà đến, sinh sống trên thế gian là không không mà sống. Nhân đây, tôi đối với sở hữu trên thế gian cũng hiểu là không không mà có. Năm 1947, tín đồ cúng dường tôi một biệt thự hoa viên tinh tế để dùng tiếng tu. Tôi lấy tên là Tịnh Xá Phổ Môn. Đẹp thì đẹp, nhưng tôi không nhận làm sở hữu của mình. Vào năm 1957, tôi với tâm không bỏ cái phòng này ở phố Tam Trọng, huyện Đài Bắc để thành lập nơi phục vụ văn hóa Phật giáo. Vì văn hóa Phật giáo mà nỗ lực, về sau nhân vì việc Phật sự hưng thịnh không đủ sử dụng, dời đến bên cạnh Viên Hoàng ở đường Trung Chính, phố Cao Hùng và phụ xây thêm một nhà ấu trĩ viện. 3 năm sau, có xét việc bồi dưỡng tăng tài mới là cơ sở căn bản của Phật giáo. Tôi lại với tâm không bỏ phòng xá yên tĩnh và ấm cúng trên mảnh đất hoàng kim này đến Phật Quang Sơn hoang du vắng vẻ. Theo lối này, đem không gian nhỏ đổi lấy không gian lớn. Như nay sự nghiệp Phật giáo được làm càng lúc càng lớn, đạo tràng Phật giáo xây dựng càng lúc càng nhiều, nhưng tôi chẳng thấy lớn, cũng chẳng thấy nhiều, thậm chí tôi chẳng thấy tự mình có. Nhân vì tôi nhận ra rằng tất cả những cái này đều là sở hữu của đại chúng, tôi chẳng qua chỉ là một nhân duyên trong đó mà thôi. Có người hỏi tôi, Phật Quang Sơn có nhiều kiến trúc to lớn như thế, thậm chí có viện chia ra hơn 100 gian, kinh phí to tát như thế từ đâu ra? Tôi đều bảo họ là từ không mà ra. Lấy ngay Phật Quang Sơn mà nói, nó vốn là một núi đất, tre gai mọc đầy, cỏ hoang lấp chân, không có người nào chịu khai khẩn, huống là nói chuyện ở. Nhưng trải qua sự chai tay, chai chân của đại chúng, một phen nỗ lực rồi, chẳng phải là trong không sanh diệu hữu sao? Phật Quang Sơn sở dĩ có thể từ núi hoang trở thành thánh địa, đúng như lý niệm mà lúc vừa mới khai sơn tôi đã đề xuất, lấy không làm có, lấy lui làm tiếng, lấy không làm vui, lấy chúng làm mình. Cũng như lúc khai quang ở Đại Phật Thành, tôi nói pháp, lấy nước suối Tây Lai, chọn đá cát cao bình, gộp sức người toàn cầu xây dựng Đại Phật tối cao. Chính nhờ do các duyên hòa hợp, do đó là nghĩa không tạo thành. Chính nhờ tôi không, không nghèo thiếu, do đó đông tai nên diệt, góp gió thành bão. Như nay tại Phật Quang Sơn, có 3.000 người sinh hoạt, ăn uống, tôi đã không có điền sản ông bà để lại, lại không kinh doanh buôn bán như thế tục, thậm chí cổ phiếu bán trả góp tôi đều dốc đặt cán mai. Tôi chỉ là có lòng cất chùa, an tăng, lo cho người. Nhưng thật lạ lùng, bất kể tôi đến đâu, đồ chúng đều rất sợ tôi nói một câu, tôi không muốn ở đây, tôi muốn đi. Có thể thấy, nhân sinh thế sự đúng như Tâm Kinh nói, không chỗ được mà được mới là thật được. Từ sự vật có hình có tướng mà tìm lấy, dù cho chiếm hữu cũng chẳng phải thật có. Trong xã hội, vì người không hiểu rõ Phật Pháp mà hiểu lầm nghĩa không, cố nhiên khó tránh khỏi. Người đối với Phật Pháp do hiểu biết nửa vời mà hiểu lầm nghĩa không cũng vẫn có nhiều người. Ví như có số người cho là tất cả đều không, vô thường huyển hóa, chẳng nên chấp trước, do đó cái gì cũng chẳng còn. Một số người hiểu được tất cả đều không, phải kịp xa lìa sớm, chẳng nên tham dữ, do đó chủ trương tự tu, tự độ. Thậm chí một số người khoe khoang thế trí biện thông, đem nghĩa không làm mờ tai mắt người. Kỳ thực, nếu như chấp trước vào cái không chấp trước, chẳng phải cũng là một loại chấp trước sao? Tham giữ sự thanh tịnh vô vi cũng chẳng phải là một loại tham giữ sao? Không biết lại làm ra vẻ biết, lại không phải là cách làm dối mình, dối người sao? Số người này đã không cách gì tương ưng với chân lý không, lại làm sao có thể có Phật Pháp chân thật thọ dụng? Như Đức Phật, xuân hạ thu đông đều mặc một y phấn tảo, cố nhiên thấy tự tại nhàn nhã, dù cho có khoác y đính vàng của vua bang cũng không mảy may kiêu ngạo. Đã có thể trà thô cơm lạc qua ngày, cũng có thể dùng miếng ngon vật lạ. Đã có thể ăn dưới gốc cây, gội sương dầm gió, cũng có thể an trụ lầu quỳnh điện ngọc,
đã có thể chính mình ở riêng rừng núi, cũng có thể cùng ở chung với bốn chúng đệ tử. Lúc được tôn sùng cúng dường trước sau như như chẳng động, lúc bị người hủy bán dèm pha cũng không hầm hầm nổi giận. Đức Phật đối với phú quý bần tiện, cùng thông được mất, thiện ác sạch nhơ, tốt xấu cao thấp, đã chẳng bận tâm cũng không trôi xuôi theo đời. Tùy cảnh ngộ mà an như thế này, đem tinh thần lý không vào sinh hoạt thực tế, chính là sự giàu có lớn nhất của Phật giáo, cũng là di sản lớn nhất mà Đức Phật để lại cho người sau. Bồ Tát Đề Bà và những cao tăng đại đức như Đại sư Huệ Tư, tuy nhiều lần bị người ác độc hại, thậm chí bị đặt vào chỗ chết, nhưng vẫn không giảm bi nguyện phá tà hiển chánh, hoằng pháp độ sanh. Từ những trước tác của các ngài, chúng ta có thể biết được cái tinh thần vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, nhẫn nhục giác nặng, sanh tử nhất như này cũng đều là bắt nguồn từ sự tu hành lâu dài đạt được trí tuệ không của Bát Nhã. Tôi đã từng bị đồng đạo chèn ép, cũng từng bị giáo đồ đạo khác phá hoại. Tôi từng trải qua vô số lần gặp cản trở, cũng từng qua nhiều lần bị người vu cáo mà trở thành đối tượng của đơn vị điều tra an ninh, thậm chí vì bị hiềm nghi làm gián điệp mà nếm mùi lao ngục. Tôi sở dĩ có thể không oán thù, không hối hận, không khuất phục, không nhiễu loạn, nhiều lần ngã xuống đứng lên, vượt hiểm như chơi, là nhờ tinh thần vô ngã phụng hiến của cổ thánh tiên hiền, trước sau như ngọn đèn sáng trong bóng tối chiếu soi lên tôi, để tôi khởi lòng tin và dũng khí vượt bực. Tâm kinh nói, nếu có thể chiếu kiến ngũ uẩn giai không, là có thể độ nhất thiết khổ ách, thật chẳng phải là lời hư dối. Có một học tăng hỏi thiền sư Duy Khoan, đạo ở đâu? Thiền sư Duy Khoan đáp, ở trước mắt. Sao con không thấy? Vì ông có ngã, do đó không thấy. Con còn ngã nên không thấy. Như thế, thiền sư thì sao? Ngài thấy rồi chăng? Thiền sư đáp, có ngã, có nhân, càng thấy chẳng được. Nếu như không ngã, không nhân, thấy được chăng? Không ngã, không nhân, ai có thể thấy đạo chứ? Chỗ nói, mượn giả tu chân. Trên thế gian, tất cả mọi sự vật cố nhiên là huyễn hóa đều không, đối đãi nhau mà có. Nhưng chúng ta cũng phải ở trong sự mình người duyên khởi tạm có này mà tu trì. Bằng không, làm sao thể chứng chân đế, chân không chẳng ngại diệu hữu, diệu hữu chẳng ngại chân không được. Nhân đây, khi tham học ở Tùng Lâm trong 10 năm, tôi tuy lấy tham thiền đã tọa, lễ Phật, niệm Phật làm công khóa của mình, cũng từng có cảnh giới hồn nhiên vong ngã, mất cả thân tâm, nhưng tôi chỉ đem tôn giáo quý báu này thể nghiệm sự chân tu thực học vào trong sinh hoạt thực tế, hoàn toàn không vọng tưởng, vào núi đóng cửa thất. Tôi từng đã chích máu chép kinh, cấm túc tịnh khẩu, quá ngọ không ăn, khổ hạnh làm việc, nhưng tôi đều xem chúng là quá trình rèn luyện thân tâm, hoàn toàn không chấp trước bất cứ việc gì trong đó. Tôi từng thăm viếng học hỏi ở các danh lam cổ sát, trải qua luật, giáo, thiền. Đối với việc tu trì chuyên môn của từng tông, tôi nhận rằng có chỗ hay để thâm nhập một môn. Nhưng tôi vẫn chủ trương Phật giáo nhân gian, tám tông cùng hoằng dương. Cho dù tôi chịu sự giáo dục vô tình vô lý, nhưng tôi về sau đối với đồ chúng của mình lại chọn lấy phương thức từ nghiêm cùng trọng. Từng có một vị cư sĩ tại gia hỏi thiền sư Trí Tạng, có thiên đường địa ngục hay không? Thiền sư trả lời rằng, có. Có Phật Bồ Tát hay không? Thiền sư vẫn đáp, có. Tóm lại, bất kể anh hỏi cái gì, thiền sư Trí Tạng đều đáp, có. Vị cư sĩ này nghe xong, nói, lạ thật, con đem vấn đề này hỏi thiền sư Kính Sơn, ngài đều nói, không. Thiền sư Trí Tạng hỏi ông ta, ông có vợ không? Cư sĩ đáp, có. Ông có con cái không? Cư sĩ vẫn đáp, có. Thiền sư Kính Sơn có vợ không? Cư sĩ lại đáp, không có. Thiền sư Kính Sơn có con cái không? Cư sĩ vẫn đáp, không có. Thiền sư Trí Tạng nghiêm trang nói, thiền sư Kính Sơn không có vợ con, do đó nói với ông không. Ta nói với ông có, vì cư sĩ có vợ con mà. Công án giống như thế cũng phát sinh ngay với thiền sư Triệu Châu. Người ta hỏi ngài, con chó có Phật tánh không?
Ngài lúc thì trả lời không, lúc thì đáp có. Đây là vì chân lý chỉ có một, có, không chỉ là hai mặt của chân lý. Nhưng chân lý là do người mà khác. Thiền sư nói có hoặc nói không chỉ là theo từng mặt bất đồng mà thuyết minh chân lý có ở khắp nơi. Do đó, người thọ giáo cố nhiên phải nên như hư không tiếp nhận tất cả mới có thể tiếp thu học tập sự vật đã có. Người chỉ dạy cũng cần phải giống như hư không, có đủ mọi hình tướng mới có thể đạt được hiệu quả của đồng sự nhiếp thọ. Trong 50 năm hoằng pháp sinh nhai, tôi đã từng làm các Phật sự như giáo dục, văn hóa, từ thiện, cộng tu. Tôi biết rõ chuyên là một loại có thể giảm thiểu nhân lực, vật tư, nhưng tôi vẫn là nhiều hạng cùng làm. Tôi từng nhiều lần đến dùng thôn quê dân giả bố giáo, cũng thường đến thành thị đô hội hoằng pháp. Tôi chú trọng giáo dục thanh niên, thiếu niên, cũng vì phụ nữ, người già mà mở lớp dạy học. Tôi xếp đặt các loại hoạt động hiện đại, nhưng cũng chẳng bỏ lơ pháp hội truyền thống. Mặc dù để trù tính các thứ, ắt phải không từ rắc rối, động não không ngừng. Nhưng thật như Kinh Lăng Nghiêm nói, quy nguyên vô nhị lộ, phương tiện hữu đa môn. Về nguồn không hai đường, phương tiện có nhiều cửa. Chúng sanh chẳng phải ở trong phương tiện nhiều cửa này mà được khải phát sao? Phật giáo cũng chẳng ở phương tiện nhiều cửa này mà phát triển sôi nổi sao? Đến nay, tôi vì tuổi đã cao, mang theo thân già bệnh mới giải phẫu. Mỗi ngày đối mặt với hành trình đã sắp đặt đầy ắp, nhưng tôi chẳng thấy bên thân có người, có việc. Do đó, tôi có thể đồng thời giải quyết rất nhiều việc, cũng có thể đồng thời tụ tập người bất đồng, thuyết giảng đề tài bất đồng. Tôi chẳng thấy đến nơi này, đến nơi kia. Do đó, tôi có thể nằm gối mà ngủ, cũng có thể ngồi xe mà ngủ. Tôi có thể ở trên máy bay thuyết pháp, cũng có thể ở trong tàu lặn khai thị. Có người hỏi tôi, có bí quyết nào mà có thể mặc tình tiêu dao như thế? Tôi thường đem chuyện thiền sư Đạo Thọ kể cho mọi người, thuyết minh chỗ hay của lý không, thuận theo tự nhiên, thực tiễn. Chùa do thiền sư Đạo Thọ xây cất ở gần đạo quán của đạo sĩ. Các đạo sĩ vì thấy chùa ở bên cạnh chịu không nổi, do đó mỗi ngày đều tìm cách nhiễu loạn tăng chúng. Lúc thì hô phong quán vũ, sái đậu thành binh. Lúc thì gió thổi điện xẹt, bóng ma chàng ràng. Quả nhiên không ít các sa di nhỏ tuổi sợ quá bỏ đi. Thiền sư Đạo Thọ chẳng hề sợ hãi, một mình ở đó hơn 10 năm. Cuối cùng pháp thuật của đạo sĩ đã dùng hết sạch, chỉ đành bỏ đạo quán, dời đi nơi khác. Có người hỏi thiền sư Đạo Thọ, bọn đạo sĩ pháp thuật cao cường, ngài làm thế nào thắng được họ? Thiền sư Đạo Thọ đáp, tôi chẳng có pháp thuật gì, chỉ dùng một chữ không thắng họ thôi. Không, làm sao có thể thắng họ được? Bọn họ có pháp thuật, có là có hạn, có cùng, có tận, có lượng, có bờ mé. Còn tôi không pháp thuật, không là không giới hạn, không cùng, không tận, vô lượng, vô biên. Do đó, cái không của tôi biến hóa, phải hơn cái có của bọn họ biến hóa. Tại đây, xin khuyên người đời, có thì có được, có mất. Có là cái có hạn, có ngại. Nhân đây, tìm cái có chân thật, chẳng thể tìm trong cái có hư ảo. Nếu như anh có thể có tư tưởng không, dù cho gặp nguy nan bách hại, cũng chẳng có mất mát. Ngược lại, càng có thể hiển xuất chí khí lỗi lạc của anh. Đây có thể so với việc rút dao chém nước, không cách gì ngăn trở dòng sông trôi chảy. Nếu như anh có thể ôm giữ thái độ không, dù cho sinh hoạt ngay trong ngũ dục lục trần, cũng không bị ảnh hưởng. Ngược lại, càng có thể thể hội ra sự hàm chứa phong phú bên trong. Đây bèn như mặt gương không bụi, có thể rõ ràng ánh hiện dạng vật, nhân vì chỉ có không mới có thể có đấy.